Xin chào tất cả mọi người. Và đây lại là chương trình học tiếng Trung 5 phút mỗi ngày của Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Trung 24 rồi. Và mình là Đoàn Tiền. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến học tiếng Trung một số cái chuyên ngành về nhà máy nhá. Hôm nay chúng ta có cái trạm biến áp ở đây, người ta sẽ gọi là Pian Ya Chan. Pian Ya Chan. Trạm biến áp đây. Cái cổng người ta sẽ được gọi là gì ạ? Mấn khẩu. Đây có cái phòng bảo vệ. Phòng bảo vệ của chúng ta người ta sẽ gọi là Bảo an phóng. Cái mái bên trên ấy, mái bên trên để chắn mưa chắn gió đấy. Đó, người ta có thể gọi là quỷ phóng. Nhà xe người ta sẽ gọi là chưa phóng. Đấy nhỉ. Rồi, tiếp tục. Chúng ta đi tiếp nào. À đây, họ đang sơn văn phòng đây. Văn phòng người ta sẽ gọi là ban công sư. Và mấy anh thợ này đang sơn nhá. Sơn người ta trong tiếng Trung sẽ gọi là thú chì. Tham mân chai thú chì. Lui sơ ta. Sang zi tham mân chua chứ sư sân lui sơ. Đang sư chinh yu ta phu thú y. Đây ao sư chẻn nhến sơ. Chẻn lui sơ. Ở trước thì ông giám đốc ông yêu cầu là làm màu xanh đậm nhưng mà không được phép, thì bây giờ chúng ta sẽ làm màu xanh nhạt đi theo yêu cầu của ông ấy. Tiếp tục chúng ta đi bước vào văn phòng nào. Các bạn xem video nhớ ủng hộ mình bằng một like, share và một subscribe nhá. Cái cửa nó gọi là mấn rồi. À, cửa chính nó sẽ gọi là trông mấn. Chất liệu cái này nó là làm kính cường lực, nó sẽ gọi là pua lý. Pua lý mấn. Chúng ta xin chú. Cô lao công, người ta gọi sẽ tiếng Trung sẽ gọi là Trinh Chía Cung. Trinh Chía Cung, cô chào khán giả của cháu ấy. Hello, xin chào. Trinh Chía Cung. Nghĩa là các cô lao công quét dọn, làm cái việc lau dọn sạch sẽ nhé. Đây. Bờ tường tiếng Trung sẽ gọi được là Chiáng Pi. Họ có thể gọi tắt là Pi cũng được, Chiáng được nhé. Ở trên bờ tường thì thường có cái công tắc điện, công tắc ba chân. Xin nhỉ. Vậy nhìn đây, San Chiao Gia Chuộc. Cha chua có nghĩa là cái công tắc. Bên trên chúng ta sẽ có cái thạch cao và cái đèn luôn. Đèn thì họ vẫn gọi là tầng, đèn tầng thôi. Còn cái trần thạch cao này sẽ được gọi là sứ cao thiên hoa bản. Sứ cao thiên hoa bản. Chúng ta tiếp tục. Đây có một cái cây lọc nước ạ. Cây lọc nước thì tiếng Trung người ta sẽ gọi là chinh suỷ chi nhé. Có nghĩa là cái máy làm cho cái nước sạch nhé. Rồi. Tiếp tục chúng ta đi tiếp nào. Nhà vệ sinh hiện tại vẫn đang lắp đặt. Quay sân gian. Sơ sổ. Xí sở gian. Đâu khởi. Trên lì men dấu cái khai quan. Cái công tắc. Khai quan. Cái bồn rửa mặt. Người ta sẽ được gọi là Xí lẻn trứ. Ôi giời ơi, bẩn quá. Bồn cầu. Má thổng. Sế sân bù xế hảo hàn mì chêu bê ủ răng thà chùi má xoa má thổng. Sế bù xế hảo hàn mì bù chêu răng thà chùi xoa má thổng. Ai mà không học tốt tiếng Trung tôi cho đi lau dọn nhà vệ sinh. Chưa phấn nha. Đây là cái nhà xe. Đây nha. Cái hàng rào xung quanh các bạn có thể gọi là lán can được nhá. Gọi quấy nán. Đây là cái tủ điện. Tiền quầy. Tủ điện thì bên trong có rất là nhiều thứ. Ví dụ như các cái công tắc, ly oa và dây điện này. Đấy. Ta cùng lên tầng 2 nhé. Lấu thi, sổ lấu thi. Đi bộ lên tầng 2. Cái này là lấu thi nhé. Trên thì các bạn xem có cái gì mới không. Rồi. Đây, trong đây nó là cái mạng mẽo internet. Đây là dây mạng. Cục mạng thì trong tiếng Trung người ta gọi cái dây mạng ấy, nó gọi đơn giản là quảng xiển, quảng là mạng hết rồi. Nhá. Rồi, tiếp tục nào. Trong đây có vẻ là không còn gì. À, cái điều hòa thì các bạn sẽ gọi là khung kéo nhá. Không thiếu cô trở lẩn chi nó thường là chỉ là một cái loại máy lạnh thôi, nó điều hòa thì nó cả nóng cả lạnh nó hợp lý hơn. Đây.
các bạn đã nhìn thấy đây là cái công trình mà mình đang thi công. Ở bên trên thì các bạn đã nhìn sang bên ngoài. Rất là tuyệt vời đúng nhỉ. Bạn nào mà có nhu cầu học tiếng Trung thì các bạn có thể liên hệ với tiếng Trung 24G Quảng Thanh Chính Quyền Hải Phòng với số điện thoại là 0352233830. Mình hiện tại đã có cái khóa học tiếng Trung online và khóa học tiếng Trung offline tại trung tâm luôn. Đấy, thì các bạn muốn học online cũng được, mình sẽ bán khóa học cho các bạn giá rất là rẻ thôi, chỉ có 1 triệu một khóa, đủ từ HSK1 đến HSK6. Còn về khóa học offline thì 2 triệu một khóa và chưa kèm giáo trình nhé, các bạn phải tự mua giáo trình ở trung tâm nhé. Rồi.